Xin chào các bạn, hôm nay tiên cá Tiun sẽ thì nín thở lâu với một bạn nhỏ trong hồ bơi chàng tiên cá. Bây giờ thử xem ai sẽ ở dưới nước lâu. Bạn sẵn sàng chưa bạn nhỏ? Có thưởng cho một đoạn video up lên trên YouTube. Rồi nha. 1 2 3. Bạn nhỏ này nín thở lâu dữ ta. Nín thở bằng tiên cá luôn mới hay chứ. Hay quá bạn ơi. Bây giờ bạn vừa nín thở bạn vừa bơi được không? Coi ai lâu nhất là nín thở xong rồi bơi, coi ai bơi được xa nhất nha. 1, 2, 3. Hay dữ vậy ta. Bạn này đúng là có khả năng thành tiên cá đi mà.